Xin kính chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong bản tin ngày hôm nay của Tin Nóng S. Nếu như các bạn thấy những bản tin của kênh tin Tin Nóng S hấp dẫn thì hãy ủng hộ chúng tôi bằng cách ấn đăng ký theo dõi. Việc đăng ký trên hoàn toàn miễn phí. Các bạn chỉ việc ấn vào biểu tượng đăng ký được hiển thị phía dưới bên trái như trên màn hình. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã ủng hộ kênh Tin Nóng S. Nhật liên tục tung ra quả đấm thép khiến Trung Quốc đứng không vững. Thưa các bạn, trong 6 tháng tính tới cuối tháng 9 vừa qua, máy bay chiến đấu Nhật đã được lệnh triển khai khẩn cấp 407 lần để chặn máy bay Trung Quốc. Nhật Bản hành động nóng, Trung Quốc lớn tiếng lên án. Theo Reuters, Bộ Quốc phòng Trung Quốc ngày 27 tháng 10 đã lên tiếng chỉ trích máy bay của lực lượng phòng vệ trên không JASDF Nhật Bản đã dùng radar khóa mục tiêu nhắm vào máy bay quân sự của Trung Quốc. Bắc Kinh lên án phi công Nhật là có hành động khiêu khích, đe dọa sự an toàn của máy bay Trung Quốc. Các cáo buộc của Trung Quốc được đưa ra sau khi Nhật Bản xác nhận hồi tháng 9 rằng đã triển khai số lần máy bay cất cánh khẩn cấp kỷ lục để chặn chiến đấu cơ của Trung Quốc. Từ lâu, Trung Quốc và Nhật Bản đã đối đầu nhau trong cuộc tranh chấp chủ quyền tại quần đảo Senkaku Điếu Ngư. Cũng vì lý do này mà mối quan hệ giữa hai nước tiếp tục xấu đi. Hai nền kinh tế lớn nhất châu Á đã điều tàu bè tới tuần tiễu vùng biển này. Ngoài ra, cả hai phía đã điều máy bay chiến đấu hoạt động trên vùng trời biển Hoa Đông, làm dấy lên quan ngại về nguy cơ xảy ra chạm trán có thể dẫn tới xung đột. Theo báo cáo từ lực lượng phòng vệ Nhật Bản, trong 6 tháng tính cho tới cuối tháng 9 vừa qua, máy bay chiến đấu Nhật đã được lệnh triển khai khẩn cấp 407 lần để chặn máy bay Trung Quốc so với 231 lần trong cùng kỳ năm ngoái. Người phát ngôn của Bộ Quốc phòng Trung Quốc Ngô Khiêm nói các hoạt động của máy bay Trung Quốc ở Senkaku Điếu Ngư phù hợp với luật pháp và quy tắc quốc tế. Ngoài ra, ông Ngô cũng chỉ trích máy bay Nhật Bản gia tăng các phi vụ theo dõi và cản trở các hoạt động huấn luyện thường lệ của máy bay Trung Quốc. Người phát ngôn của Bộ Quốc phòng Trung Quốc cho rằng, hành động của máy bay Nhật gây nguy hiểm cho máy bay và phi công Trung Quốc và yêu cầu Tokyo hành xử một cách có trách nhiệm để tránh các vụ việc tương tự trong tương lai. Trong khi đó, đã không ít lần các tàu của Trung Quốc đã xâm phạm lãnh hải của Nhật Bản xung quanh quần đảo Senkaku Điếu Ngư mà Nhật Bản đang kiểm soát. Gần đây nhất là hôm 21 tháng 8, 4 tàu hải cảnh Trung Quốc đã đi vào lãnh hải Nhật Bản xung quanh quần đảo Senkaku Điếu Ngư, nơi xảy ra tranh chấp giữa hai nước ngoài biển Hoa Đông, khiến Tokyo buộc phải trao công hàm phản đối Bắc Kinh. Lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản JCG cho biết 4 tàu trên đã đi vào vùng biển gần quần đảo không người ở do Nhật Bản quản lý ngay sau 10 giờ sáng giờ địa phương. Tàu hải cảnh Trung Quốc đã đi lại khoảng 1 giờ đồng hồ trước khi rời khu vực trên. Một tàu tuần tra thuộc sở chỉ huy JCG khu vực số 11 tại Naha, tỉnh Okinawa đã cảnh báo những tàu trên của Trung Quốc. Trong đó một tàu dường như được trang bị súng rời khỏi vùng biển này. Sau sự kiện này, Nhật Bản đã tuyên bố sẽ sử dụng những biện pháp mạnh mẽ để xử lý việc các tàu cá của Trung Quốc vi phạm chủ quyền của Nhật Bản. Nhật Bản cho rằng những hành động của Trung Quốc là hoàn toàn không thể chấp nhận được. Thưa các bạn, trong một động thái khác, Bắc Kinh nóng mặt tố chiến đấu cơ Nhật Bản ngắm bắn máy bay Trung Quốc. Bộ Quốc phòng Trung Quốc ngày 27 tháng 10 chỉ trích máy bay của lực lượng phòng vệ trên không JASDF của Nhật Bản dùng radar khóa mục tiêu nhằm vào máy bay quân sự của Trung Quốc. Theo Reuters, Bắc Kinh lên án phi công Nhật là có hành động khiêu khích, đe dọa sự an toàn của máy bay Trung Quốc. Các cáo buộc được đưa ra sau khi Nhật Bản xác nhận hồi tháng 9 rằng đã triển khai số lần máy bay cất cánh khẩn cấp kỷ lục để chặn chiến đấu cơ Trung Quốc. Từ lâu, Trung Quốc và Nhật Bản đã đối đầu nhau trong cuộc tranh chấp chủ quyền tại quần đảo Senkaku Điếu Ngư. Hai nền kinh tế lớn nhất châu Á đã điều tàu bè tới tuần tiễu vùng biển này, đồng thời điều máy bay chiến đấu bay ngang vùng trời biển Hoa Đông, làm dấy lên quan ngại về nguy cơ xảy ra chạm trán có thể dẫn tới xung đột. Trong 6 tháng, tính cho tới cuối tháng 9 vừa qua,
Máy bay chiến đấu Nhật đã được lệnh triển khai khẩn cấp 407 lần để chặn máy bay Trung Quốc, so với 231 lần trong cùng kỳ năm ngoái. Theo báo cáo từ lực lượng phòng vệ Nhật Bản vào giữa tháng 10, người phát ngôn của Bộ Quốc phòng Trung Quốc Ngô Khiêm nói, các hoạt động của máy bay Trung Quốc ở Senkaku điếu ngư phù hợp với luật pháp và quy tắc quốc tế. Ông Ngô chỉ trích máy bay Nhật Bản gia tăng các phi vụ theo dõi và cản trở các hoạt động huấn luyện thường lệ của máy bay Trung Quốc. Ông này nói hành động của máy bay Nhật gây nguy hiểm cho máy bay và phi công Trung Quốc, và ông yêu cầu Tokyo hành xử một cách có trách nhiệm để tránh các vụ việc tương tự trong tương lai. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi bản tin của Tin Nóng S. Để có thể theo dõi được toàn bộ những thông tin nóng hổi và mới nhất từ chúng tôi, quý vị hãy nhấn nút đăng ký ở bên dưới mỗi video. Xin chân thành cảm ơn.